Con gái chủ tịch tập đoàn vào chung kết Miss World Việt Nam 2023 là ai? Sở hữu thành tích học tập khủng, con gái chủ tịch tập đoàn vào chung kết Miss World Việt Nam 2023 còn khiến Hoa hậu Mai Phương xúc động vì điều này. Chưa đầy 2 tuần nữa, chung kết Miss World Việt Nam 2023, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, chính thức diễn ra tại Quy Nhơn, Bình Định. Trước thềm đêm thi quan trọng này, dàn thí sinh có dịp cởi mở chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống đời thường, trải nghiệm cá nhân thông qua phần thi Head to Head Challenge, người đẹp bản lĩnh, để truyền tải thông điệp lan tỏa đến cộng đồng. Trò chuyện với đương kim Miss World Việt Nam 2022, Huỳnh Nguyễn Mai Phương trong phần thi người đẹp bản lĩnh là thí sinh Phạm Hương Anh. Ngay từ những ngày đầu tham gia đường đua Miss World Việt Nam 2023, người đẹp sinh năm 2005 đã gây chú ý với cộng đồng yêu nhan sắc nhờ sở hữu thành tích học tập đáng nể. Cụ thể, Phạm Hương Anh giành học bổng tổng thống 1,7 tỷ đồng tại Đại học Union College, Mỹ, học bổng giải thưởng thủ tướng 282 triệu đồng Đại học UMass Amherst, Mỹ, học bổng 282 triệu đồng Đại học UCR, Mỹ, giải vàng tại Diễn đàn Phát minh Toàn cầu, Cyprus, châu Âu 2022, giải vàng tại Viện Nghiên cứu Giáo dục Sáng tạo tại thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Thái Lan 2023. Con gái chủ tịch tập đoàn vào chung kết Miss World Việt Nam 2023 là ai? Ngoài ra, Phạm Hương An, hát là một trong những người đẹp tại cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 có gia thế khủng khi bố làm chủ tịch một tập đoàn. Mẹ là giám đốc công ty giáo dục quốc tế và sở hữu trường quốc tế Canada. Tuy nhiên, Phạm Hương Anh không cho rằng mình được sinh ra ở vạch đích. Tôi ít khi chia sẻ với về gia cảnh vì nói ra có thể mọi người sẽ nghĩ tôi được sinh ra ở vạch đích với điều kiện hoàn hảo thì không cần nỗ lực, cố gắng nữa. Nhưng tôi nghĩ khi đã ở vạch đích, tôi càng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, người đẹp bày tỏ. Chia sẻ thêm về bố mẹ của mình, Phạm Hương Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ, tự hào về đấng sinh thành. Cô tâm sự, từ nhỏ, mẹ luôn dạy bảo và hướng con gái phát triển về tri thức trong khi bố mong muốn cô là người có đạo đức tốt. Trước khi có được thành công như ngày hôm nay, bố mẹ tôi đều bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Bố tôi xuất thân từ vùng quê đói nghèo trong gia đình có 8 người con, còn mẹ tôi có cuộc sống khá hơn khi được sinh ra ở thành phố. Trước đây, bố từng phải đạp xích lô ở Hà Nội từ sáng đến tối muộn để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Sau nhiều năm không ngừng nỗ lực và cố gắng, bố mẹ tôi đã gặt hái được thành công khi tạo dựng được một tập đoàn tại Hà Nội. Điều đó cũng trở thành niềm đam mê và thúc đẩy tôi theo con đường giáo dục vì tôi biết bố mẹ của mình là minh chứng cho câu nói. Giáo dục là con đường có thể thay đổi được cuộc đời con người, Phạm Hương Anh cho hay. Phạm Hương Anh, bên phải, trò chuyện với đương kim Miss World Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Ảnh Miss World Việt Nam. Đề cập đến lý do tham gia Miss World Việt Nam 2023, Phạm Hương Anh chia sẻ, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của những cô gái hội tụ đủ các phẩm chất chân, thiện, mỹ. Từ sau cuộc thi, những cô gái ấy dùng tầm ảnh hưởng của mình truyền tải thông điệp truyền cảm hứng, xây dựng các dự án cộng đồng, thắp sáng ước mơ cho trẻ nhỏ, người già neo đơn. Tất cả những điều đó đã nhen nhóm trong tôi niềm tin có thể dùng tiếng nói của mình để thay đổi, đem lại những điều tốt đẹp đến cho xã hội. Cho đến tận bây giờ, ngọn lửa ấy chưa từng mất đi mà ngược lại nó vẫn luôn lớn mạnh theo từng ngày, thúc đẩy tôi đến với cuộc thi Miss World Việt Nam năm nay. Lắng nghe những chia sẻ từ thí sinh Phạm Hương Anh, Hoa hậu Mai Phương không khỏi xúc động. Cô cho rằng, để đạt được thành tựu, thành công nào cũng đều trải qua chặng đường chông gai đầy mồ hôi, nước mắt. Khi được trực tiếp trò chuyện với Hương Anh, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng từ cô gái này. Tôi thấy Hương Anh là cô gái bản lĩnh, khiêm tốn, thông minh, Hoa hậu Mai Phương nhận định. Phạm Hương Anh tiết lộ thêm, cô rất yêu trẻ con và từng ấp ủ giấc mơ trở thành cô giáo mầm non. Người đẹp tâm sự, trong một lần tham gia hoạt động thiện nguyện tại một làng nuôi dạy trẻ mồ côi, hình ảnh các em nhỏ dị tật đã để lại trong cô nhiều cung bậc cảm xúc bối rối và nghẹn ngào. Mới đây, khi đến trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Gò Vấp, tim tôi như khựng lại một nhịp vì thương, vì biết được số lượng các em bị dị tật, bị bỏ rơi nhiều như vậy. Tôi cũng ngưỡng mộ các em đã đấu tranh từng ngày cho cuộc sống, cho ước mơ của chính mình và biết ơn các cô, chú y sĩ đã dành cuộc đời để chăm sóc các em từng ngày. Làm thế nào để hạn chế số lượng các em nhỏ dị tật bị bỏ rơi luôn là câu hỏi hiện hữu trong đầu tôi. Đó cũng là động lực khiến tôi vô cùng tâm huyết với dự án nghiên cứu về sức khỏe sinh sản cho tất cả những người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo khó và phụ nữ vùng cao. Phạm Hương Anh bày tỏ, trước khi bước vào chung kết Miss World Việt Nam 2023, Phạm Hương Anh mong rằng những nỗ lực của mình có thể đóng góp thật nhiều cho xã hội.